trời nữ nam phương ngực đâu khó thì đàn ông xương trắng nặng quanh đàn bà xương nhẹ đen màu không tôi vì sinh con quyết ra thân thể suy hơn xương hầm màu đen thân đàn bà nhiều bề cực nhọc sinh đàn con 10 tháng cơ mang tháng đầu thai đậu tở xương mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường chẳng kính mến quên ơn trái đất không xót thương giữ dục tù lao ấy là bất hiếu biết bao thì những người ấy đời nào đơn thân nước mi môi mắt phương rơi dần châu dặn dài lời a nan cầu xin trên ân đấng Như Lai thiếu ân đền chúng con làm gì cho tròn cho xứng Phật tử khá nghe lời ta bài khai đây. Hãy nhớ tam quy năm giới thường gìn, mười nhân thiện giữ trong tâm, nói kinh đạo hiếu, đường theo bát chánh đạo cho người đời nghe, giáo tâm phụng thờ mẹ mừng cha vui, tội tiên sáng không lời. Chúng con một lòng cầu Phật chính trị, bắt đầu hôm nay người làm người, người sống đến ngày trong chân tiền, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô cầu xã hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Của đoàn kinh tra Bắc Sang xin trân trọng kính chào quý vị. Đức Thị sẽ được trân trọng giới thiệu những thành phần tham dự của đoàn kinh tra Bắc Sơn ngày nay. Đức Thị tổng giám đốc tập đoàn Nông, con gái thứ 9 của nhạc sĩ Bắc Sơn, ca sĩ Hà Châu, con gái thứ 5 của nhạc sĩ Bắc Sơn, và đây là cháu nội của nhạc sĩ Bắc Sơn. Đoàn văn nghệ kinh tra Bắc Sơn do gia đình của nhạc sĩ Bắc Sơn thành lập cùng với sự cộng tác của các văn nghệ sĩ thành phố, trong đó